dấu chân của Phật. Trung du khách đó lắm, người bản địa ở Cambodia này, họ leo lên trên này để làm gì bà con biết không? Họ ngắm hoàng hôn. Phom Paikin Temple, thế kỷ thứ 9. Cái đền này là cái đền nó nằm ở giữa cái Angkor Wat và Angkor Thom nha bà con. Đây là cái cổng chính, được làm từ thế kỷ thứ 9. Hai con lân hay con sư tử gì không biết đó, từ thế kỷ thứ 9 đó nghe bà con, khiếp không? Ta trồng đá lên nè, ta trồng đá lên xong người ta làm con vật thiên, người ta để lên đó. Đây bây giờ ta rào lại đó, trong tương lai sẽ đi gần hơn, leo lên cái đó để đến cái đền thờ. Còn hiện tại bây giờ nó xuống cấp. This way. Akun. Phải có thể lực mới được. Khu này người ta chưa trùng tu này, chưa làm đường này, thành thử khách du lịch rất ít đến này. Can say that again, I translate to Vietnam. In this temple before we have the elephant riding. Yeah, okay. Elephant riding to the top of the hill. Okay. But now no more elephant. I know. Okay. Anna Matt nè, cái tên rất là nhớ. Good morning. Good morning. Have a good day. You too. Cái anh Thúc Thúc này, anh nói tiếng Anh rất khá. Anh giải thích với tôi là cái đàn này nè, trước đó người ta cởi voi để lên trên đỉnh, nhưng bây giờ thì không còn voi nữa. We can ask that woman. I think we can go both. Not wrong, go ahead. Túc túc anh đi chơi tôi là cái bụng anh biêu, anh leo không nổi. Tôi thì tôi đi bình thường, anh thở phò phè. Cái đường chua ghê không? Đây quý vị, đi con đường này chua lắm nha quý vị. Cái này mới đúng gọi là khám phá nha quý vị. Những cái đền này nó chưa có được sửa chữa, nó bỏ hoang giữa rừng này nè. Rất là ít khách du lịch, nó cao, nó khó đi. Anh Mát này, anh bự, anh leo vất vả, thở hổn hển. Tôi thì ok. Tôi đi tắt, tôi tách cái đường, tôi leo lên đây luôn. Còn cái anh Mát này, anh phải đi cái đường dài thăm thẳm này. Giờ tôi ngồi tôi đợi anh đó. Đó, giờ anh mới ngồi lên đó. Anh không thể leo đường tắt như tôi. Are you tired, Matt? Tới đây nè quý vị, nguyên một cái bãi công trường bên kia họ đang trùng tu. Những cái đền này nằm ở giữa rừng, coi như rừng sâu luôn á. Rừng sâu là hồi xưa chứ bây giờ nó gần thành phố Siem Reap rồi. Cây này quý vị thấy không? Cây khủng khủng lắm á. Người ta đang trùng tu đó. Nãy tôi cũng không coi cái đền này thờ vị thần nào hay của ông vua nào làm thì tôi không biết. Nhưng mà sớm, từ thế kỷ thứ 9. Ở đây ta thờ con bò. Sư sai. Dạ. Tức là người ta đang sửa chữa nguyên cái khu này quý vị. Đồ mà công nhân họ đang ngồi nè. Đó. Tôi đọc cái thông tin lên cái đàn nè. Còn bên này là original nè, tức là nguyên bản giữ lại nè, nguyên bản nó chưa hư nè. Có thể giữ cái sửa cái đường chính để tiếp đón du khách đó, hai bên. Đó. Cũng đang sửa chữa nè, đó. Hoặc là nói chung du khách đó lắm, người bản địa ở Cambodia nè. Họ leo lên trên này để làm gì bà con biết không? Họ ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn, sunset, hoàng hôn. Lên trên đỉnh này có thể nhìn thấy Angkor Wat. Sư sai bọn. Đây. Nha. Ăn cơm chưa? Cái nhâm. Ăn cơm chưa? À, xin bài. Xin bài. Tôi biết Việt Nam chút chút. Biết Việt Nam chút chút. Hay quá.
Tôi không biết tiếng Khmer. Khnhum ok chết phía xa Khmer. Ông không biết Việt Nam, biết Campuchia. Không có, biết tiếng Campuchia chút anh ơi. Anh này nói ông người Việt Nam, ông biết tiếng Việt Nam mà không biết tiếng Campuchia. Ông chọc tôi đó. Biết chút. Mấy tuổi? Hả? Mấy tuổi? 53 tuổi. 53 ủa 53 bông men 65 yeah, vâng số tròn Okun Okun cảm ơn Campuchia you are thal oh I'm Vietnam ở Việt Nam this is the first time I visit here bộ đội ở Campuchia no bộ đội Campuchia ở Việt Nam yeah my brother yeah quen rồi Anh này anh 65 tuổi. Anh hỏi tôi có phải là Sao lầm bộ đội đây không? Bộ đội Việt Nam. You like or dislike bộ đội Việt Nam? Nhiều. Thích không? Hả? Thích hay không thích? Lắc đầu. Quen rồi. Quên rồi. Dạ yeah. Ok. Vâng. Tôi hỏi anh có thích bộ đội không? Vấn đề không gọi là vấn đề ngoại giao tế nhị. Tôi thấy anh lắc đầu. Ông không bộ đội. Không bộ đội. Tôi không bộ đội. Anh ống bộ đội Campuchia. Có người thích và có người không thích nha quý vị. Như anh này, anh hỏi tôi có phải bộ đội không? Tôi nói không. Tôi biết bộ đội Việt Nam nhiều. Yeah. Anh nói anh biết bộ đội Việt Nam nhiều. Tôi hỏi anh thích không? Anh cười. Nhưng mà mình nhìn mình biết anh lắc đầu có nghĩa là không thích. Do vấn đề tế nhị thôi. Anh nói lâu quên rồi. Mày nhà bộ đội Việt Nam nhiều. Ừ. Đây, hiệp mùi, hiệp mùi. Chị mùi hiệp nhà. Chị mùi hiệp. Dơ. Chị mùi hiệp. Ăn dơm à ăn cơm giờ tối dơ. Dơ. Ok. Cảm ơn, cảm ơn. À sim rip ao mấy cam? Barai, Simrip. Đang sửa chữa nha quý vị, mình không có nên vô luôn. Ta để sửa chữa tông cảm ta. Đây, cầm Angkor Wat. Okun. Angkor Wat. Dạ. Đứng đây nhìn xa thấy Angkor Wat không bà con? Xa thiệt là xa là thấy Angkor Wat. Anh cho thấy bon tất màu. Đó xa đó quý vị thấy Angkor Wat. Bên này là Siem Reap. Còn đây là dòng sông Siem Reap. Mấy cái chỗ này là những cái trụ nè. Người ta thờ linh vật nè, hoặc thờ vị thần nè, nhưng mà nó bị từ thế kỷ thứ 9 bây giờ đến sau 21, sau 12 thế kỷ rồi nó bị hư rồi. Cái anh này nãy là anh không thích bộ đội Campuchia, bộ đội Việt Nam đó quý vị. Tôi nghe anh nói với cái cô đó là ông này không phải bộ đội, nhưng mà anh của ông thì phải. Tại vì tôi giới thiệu, ông hỏi tôi có phải bộ đội không, tôi nói tôi không phải. Nhưng mà anh tôi hồi xưa đi bộ đội ở bên này. À. Quý vị nào đi quý vị, nói chung mình qua đây thì tốt hết là không nên đề cập đến vấn đề đó, để cho nó trung tính nha bà con. Tại vì có người thích, có người không thích, bình thường cũng giống như Việt Nam mình thôi. Có người thích người này, nhưng mà cũng có người không thích người kia. Hôm qua tôi đi vô cái đền gì đó thì có thằng anh bảo vệ thì anh lại thích bộ đội Việt Nam.
Anh nói nhờ bộ đội Việt Nam mà diệt được bốn bó. Còn như anh này thì anh không thích. Đó là bình thường. Không có gì nha quý vị. Đó là quan điểm chính trị của mỗi người. Wow, trong cái khu vực đền đài này nó có cái này nè quý vị. Tôi coi coi. Food drink of the Buddha. À. Dấu chân của Phật. Không biết tôi dịch có thoát không nữa hay dấu chân của Phật. Dạ đúng rồi, dấu chân của Phật. Ồ đây. Đây nha quý vị. Ừ đúng rồi. Đó quý vị. Đây. Ấm kia là cái ấm kia là cái ngón chân nha quý vị. Để tôi. Đó. Tôi đọc thông tin ngoài kia thì cái này họ làm cách đây 600 năm. Và sau đó thì được hình như đến thế kỷ 19 thì người Pháp hay người gì họ sửa lại. Tại vì bây giờ một số người du khách họ đã đến mình lịch sự, mình không có đến đó mình coi những cái gì đại loại vậy. Cái này là được làm cách đây 600 năm rồi sau đó đã sửa chữa lại như vậy. Đây, dấu chân của Phật đây nè quý vị. Đây là cái original này, mấy nó người Pháp ở đây rồi nè quý vị. Đây original làm cách đây 600 năm, sau đó người Pháp họ phát hiện ra ở thập niên 1920 người ta phát hiện ra nó bị dấu hiệu xuống cấp, thử người ta sửa chữa lại đó quý vị. Bàn chân, cái dấu chân của Đức Phật. Bên này nè, dưới này là cái lối đi mà gọi là từ xưa đến giờ của người ta đó quý vị. Nhưng bây giờ nó hư rồi, người ta phải chặn lại, người ta sửa chữa nè. Đó, cái lối đi chính nha. Rồi chính cổng đi vô cái đền này nè. Đó, bây giờ người ta đang sửa chữa. Đi vô tới chỗ đó là gọi là cái dấu bàn chân của Phật. Công nhân họ đang nhổ cỏ nè. The stone is original. But that one not original. Nha quý vị. Đây là cái cục đá nè, làm để lâu đời nha quý vị. Đó, nó còn nè. Cái đường leo ghê không? Hey, go this way. Ba. Ông kia chàng anh to quá. Anh không có leo xuống cái dốc này được. Tôi leo tắt rồi khỏe. Anh đi với tôi cái này xong là anh hết đi nổi luôn. Vậy thấy nó sâu không? Giữa rừng luôn. Bây giờ những cái đền đài của Cambio nó hay nữa, giá trị nó nằm giữa rừng nha bà con. Quá tuyệt vời luôn. Chỉ có ăn có thơm, ăn có quát được là nó trống ra. Còn rất là nhiều đền đài nằm giữa rừng sâu vậy. Thử du khách mà không phải không chịu khám phá là chỉ biết ăn có thơm, ăn có quát, rồi thêm một số cái thôi. Chứ những cái trong rừng sâu như vậy rất là khó đi. Đi mạo hiểm nữa. Chỉ có người dân bản địa thì họ đi. Tại vì đối với người dân bản địa nó cũng là mới mà.